à về danh hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện anh tải nghe về danh xin chào các em chào mừng các em đã quay trở lại với bài giảng trước câu hỏi và bài tập môn tin học 7 bộ sách chân trời sáng tạo chủ đề 4 ứng dụng tin học bài 12 sử dụng ảnh minh họa hiệu ứng động trong các bài trình chiếu Cô và Kem sẽ đến với câu hỏi khởi động trang 64, sách giáo khoa tin học 7 ở bài 11, em đã tạo bài trình chiếu, các thành phần của máy tính. Theo em, có nên sử dụng hình ảnh minh họa cho bài trình chiếu này không? Tại sao? Cô và Kem sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Ta nên sử dụng hình ảnh minh họa cho bài trình chiếu. Vì sử dụng hình trong trang trình chiếu là để minh họa cho nội dung trình bày, kênh chữ, kênh tiếng mà giúp bài trình chiếu trở lên sinh động, hấp dẫn và dễ hiểu hơn. Câu hỏi hình thành kiến thức mới trang 65, sách giáo khoa tin học 7. Hãy nêu các bước thực hiện, thay đổi vị trí, kích thước của hình ảnh trên trang trình chiếu, thay đổi nớp của văn bản trên trang trình chiếu. Cô và Ken sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Thay đổi vị trí, kích thước của hình ảnh, Ken sẽ thực hiện các bước. Bước 1, đưa ảnh vào trang trình chiếu. Bước 2, chọn vào hình ảnh giữa chuột, trái và di chuyển ảnh đến vị trí mong muốn. Muốn thay đổi kích thước ảnh, ta chọn vào ảnh và để chuột ở góc phải trên cùng hoặc góc trái cho đến khi có mũi tên hai chiều, ta giữ chuột trái, thu phóng kích thước. Đối với việc thay đổi nớp của văn bản, ta sẽ thực hiện các bước. Bước 1, chọn hình ảnh. Bước 2, chọn format. Bước 3, chọn send black wall để đưa hình ảnh xuống nấp dưới. Chọn bring format để đưa hình ảnh lên nấp trên câu hỏi hình thành mới kiến thức trang 66, sách giáo khoa tin học 7. Nếu các bước thực hiện thay đổi bố cục trang trình chiếu bằng cách chọn mẫu có sẵn trên phần mềm. Cô và Ken sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Ken sẽ thực hiện các bước như sau. Bước 1. Chọn trang trình chiếu. Bước 2. Chọn hôm, nháy chuột chọn layout. Bước 3. Chọn mẫu phù hợp. Ken có thể quan sát hình ảnh. Câu số 1. Phần hình thành kiến thức trang 68, sách giáo khoa tin học 7. Chọn phương án đúng nhất. Có thể tạo hiệu ứng động cho A. Trang trình chiếu B. Hình ảnh trên trang trình chiếu C. Văn bản trên trang trình chiếu D. Cả 3 phương án A, B và C Cô và Kem sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Đáp án chính xác là đáp án D kèm mạng. Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 2, trang 68, sách giáo khoa tin học 7. Có thể bỏ qua hiệu ứng động cho đối tượng đã được tạo hiệu ứng bằng cách nào? Để trả lời cho câu hỏi này, cô và Ken sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Để bỏ hiệu ứng động cho đối tượng, Ken sẽ thực hiện các bước như sau. Bước 1. Chọn đối tượng cần bỏ hiệu ứng. Bước 2. Chọn Amination. Bước 3. Chọn Năng. Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 1 trang 69 sách giáo khoa tin học 7. Em hãy dự kiến sẽ đưa ra hình ảnh nào vào bài trình chiếu các thành phần của máy tính? Tại sao em lựa chọn những hình ảnh đó? Em sẽ đưa hình ảnh về thiết bị vào ra, một số ảnh về hệ điều hành, ảnh phần mềm ứng dụng vì những hình ảnh đó là được dùng để mô tả nội dung mà em đang trình bày. Tiếp theo là một câu hỏi hình thành kiến thức mới số 2, trang 69, sách giáo khoa tin học 7. Em sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản hay phần mềm trình chiếu để hỗ trợ thuyết trình? Tại sao? Cô và các em sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Em sử dụng phần mềm trình chiếu để hỗ trợ bài thuyết trình vì khi ta làm bài trình chiếu, ta có thể nhập văn bản, đưa hình ảnh, âm thanh, biểu đồ và trang trình chiếu, vân vân và ta trình chiếu nội dung trang chiếu ở chế độ toàn màn hình với các hiệu ứng sinh động. Còn phần mềm soạn thảo văn bản không thể thực hiện những chức năng đó. Câu hỏi luyện tập số 1, trang 70, sách giáo khoa tin học 7. Nêu các cách đưa ảnh minh họa và trang trình chiếu. Cô và Kem sẽ thực hiện các bước. Bước số 1 chọn Insert, sau đó chọn Picture. Bước 2, khi có cửa sổ mở ra, chọn hình ảnh và chọn Insert. Câu hỏi luyện tập số 2, trang 70, sách giáo khoa tin học 7. Nêu các bước tạo hiệu ứng chuyển trang, trình chiếu, hiệu ứng động cho các đối tượng trên trang trình chiếu. Cô và Kem sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Tạo hiệu ứng chiều chuyển trang, Kem sẽ thực hiện các bước. Bước 1, chọn trang trình chiếu. Bước 2, chọn Send Transition. Bước 3, chọn hiệu ứng, có thể chọn âm thanh đứng kèm. Việc tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên trang trình chiếu sẽ bao gồm các bước. Bước 1, chọn đối tượng. Bước 2, chọn Amulation. Bước 3, chọn hiệu ứng. Bước 4, bước 4, chọn thời điểm xuất hiện, thời lượng thực hiện hiệu ứng. Bước 5, thay đổi thứ tự xuất hiện. Câu hỏi luyện tập số 3 trang 67 sách giáo khoa tin học 7. Chọn những phương án đúng. Khi sử dụng hình ảnh minh họa, hiệu ứng động cần chú ý. A. lựa chọn ảnh minh họa phù hợp với nội dung trình bày. B. sử dụng càng nhiều ảnh minh họa càng tốt. C. sử dụng thật nhiều hiệu ứng động. D. chỉ sử dụng hiệu ứng động khi giúp tăng hiệu quả truyền đạt thông tin. E. sử dụng thống nhất hiệu ứng chuyển trang trong một bài trình chiếu chỉ thay đổi hiệu ứng chuyển trang khi thực sự cần thiết. Cô và Ken sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Khi tạo bài trình chiếu thì Kem cần lưu ý. Những điểm sau. A là lựa chọn hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung trình bày và ý D, ý E. Câu hỏi luyện tập số 4 trang 70 sách giáo khoa tin học 7. Nêu các chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu. Cô và Ken sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu, hỗ trợ cho việc thuyết trình có hai chức năng cơ bản là tạo và lưu tệp trình bày trình chiếu. Câu hỏi thực hành trang 70, sách giáo khoa Tin học 7. Mở tệp thành phần máy tính.pptx em đã tạo ở bài 11 và thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để hoàn thiện bài trình chiếu một Thêm ảnh minh họa và trang tiêu đề và thực hiện định dạng sắp xếp các đối tượng để có trang trình chiếu tương tự hình 7. 2. Thay đổi bố cục và thêm ảnh minh họa cho các trang nội dung, thực hiện đưa ảnh minh họa và trang trình chiếu và định dạng sắp xếp các đối tượng cho một cách hợp lý tham khảo trang chiếu ở hình 6. 3. Sử dụng hiệu ứng động một cách hợp lý cho các trang trình chiếu, các đối tượng trên trang trình chiếu. 4. Thực hiện trình chiếu cho các bạn của em xem và lấy ý kiến, góp ý của các bạn để hoàn thiện bài trình chiếu. Cô và Kem sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Đối với ý số 1, các bước để thêm ảnh và trình chiếu tiêu đề, Kem sẽ thực hiện các bước. Bước 1, chọn Insert, sau đó chọn Picture. Bước 2, khi có cửa sổ mở ra, chọn hình ảnh và chọn Insert di chuyển hình ảnh thì Ken sẽ thực hiện bước số 1, đưa ảnh vào trong trang trình chiếu. Bước 2, chọn vào hình ảnh, giữ chuột trái và di chuyển ảnh đến vị trí mong muốn như số 7, mẫu mô tả. Đối với ý 2, các bước thêm ảnh và trình chiếu tiêu đề, Ken sẽ thực hiện các bước. Bước 1, chọn insert, sau đó chọn picture. Bước 2, khi có cửa sổ mở ra, chọn hình ảnh và chọn insert. việc di chuyển ảnh thì các em cũng thực hiện tương tự như trên và các em có thể quan sát hình số 6 trang chiếu thêm hình ảnh minh họa. Đối với ý 3 thì các em sẽ thực hiện hai bước. Bước 1 đó là chọn đối tượng cần thêm hiệu ứng. Bước 2 chọn amulation, chọn hiệu ứng thích hợp. Đối với ý số 4, các em sẽ mở trang trình chiếu, chạy và xem nhận xét từ bạn bè. Ví dụ trình bày bài trình chiếu khá đẹp về mặt nội dung phù hợp cân xứng với trang trình bày, màu xanh lá, hình ảnh phù hợp với nội dung trình bày. Câu hỏi vận dụng trang 70, sách giáo khoa tin học 7. Mở bài trình chiếu của em đã tạo ở bài phần vận dụng của bài 11, sử dụng hình ảnh minh họa, hiệu ứng động và thực hiện định dạng của các đối tượng trên trang trình chiếu để cải tiến bài trình chiếu của em trình chiếu cho các bạn của em xem và lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện bài trình chiếu. Cô và các em sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Kem em cần phải tải hình ảnh minh họa phù hợp với bài trình chiếu về máy tính. Các bước chèn hình ảnh và trang chiếu như sau. Bước số 1, chọn Insert, sau đó chọn Picture. Bước 2, khi có cửa sổ mở ra, chọn hình ảnh và chọn Insert. Các bước gán hiệu ứng cho đối tượng sẽ bao gồm các bước. Bước 1. Chọn đối tượng cần thêm hiệu ứng. Bước 2. Chọn animation chọn hiệu ứng thích hợp. Một số nhận xét từ bạn bè như là về màu sắc thì phù hợp với bài trình chiếu, nội dung ngắn gọn, xúc tích, hình ảnh phù hợp với nội dung trình bày. Câu hỏi vận dụng này cũng đã kết thúc bài giảng chữ câu hỏi và bài tập này rồi. Cảm ơn Kem đã lắng nghe. Hẹn gặp lại Kem vào bài giảng sau nhé. Khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.